Chào bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục review với các bạn một cái dòng laptop mình nhập về bán ngân hàng này. Đây là laptop Asus mà mình sẽ nói cho bạn xem. Có tem của Dell chính hãng các bạn. Rồi có ngày xuất luôn. Rồi, trên máy thì nó cũng có các cái mã vạch này bạn. Có mã vạch hết nha. Máy này đi kèm với nó là có sóc nhiễm sử dụng các bạn, có bộ sạc chính hãng, rồi mặt sau là có tem của Dewalt và đây là tem của hãng Asus. Đây là dòng Asus X509M nha các bạn. X509M BR271T. Rồi mình sẽ mở máy cho các bạn xem cấu hình và mình lướt sơ qua một số các tính năng để các bạn kiểm tra máy. Rồi mình sẽ mở máy cho các bạn xem nè. Rồi mình tiến hành khởi động máy nha. Rồi mình sẽ tiến hành thiết lập Windows luôn nha các bạn. Đây là máy có Windows bản quyền, nên các bạn sử dụng Windows bản quyền các bạn sử dụng luôn. Thì máy nó load Windows lên cho các bạn. Rồi đây là chương trình cài đặt của Windows. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chọn cái ngôn ngữ nè. Mình chọn mặc định là tiếng Anh luôn nha. Chọn Z luôn. Rồi chương trình Cortana đã xuất hiện rồi. Các bạn cứ đợi nó load xong. Rồi, ok. Rồi, các bạn đợi Cortana nó giới thiệu sơ qua về Windows nha các bạn. Rồi, đã ok nắp rồi. Rồi, Windows bắt đầu lót vào. Giao diện này thì các bạn chọn cái vùng các bạn sống nha. Mình để mặc định United States luôn. Từ từ các bạn chỉnh lại sau. Các bạn chọn bàn phím. Rồi, mình bỏ qua cái này luôn. Các bạn có thể kết nối Wi-Fi. Đây mình kết nối Wi-Fi của tiệm mình nha. Rồi, các bạn có đắp Wi-Fi. Rồi, các bạn bấm net nha. Sau khi kết nối Wi-Fi xong thì các bạn cứ bấm nét để tiếp tục trình đặt.
Corona tiếp tục giới thiệu một số cái tính năng của Windows nè. Rồi các bạn bấm vào Accept luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo cái tài khoản Microsoft nha các bạn. Các bạn bấm vào đây sao. Rồi. Các bạn nhập vào một cái email nha. Mình có thể mình tạo một cái email mới đi. Rồi. Email mới của tiệm của tôi là hditgt@outlook.com. Rồi, nhét luôn. Mật khẩu thì các bạn có thể đặt mật khẩu gì cũng được nha. Ở đây mình đặt mật khẩu. Rồi, chọn ngày tháng năm sinh. Rồi. Ở cái vùng này các bạn có thể chọn cái vùng của mình, cái vùng nào cũng được ha. Mình ở đây Việt Nam, mình chọn Việt Nam luôn. Các bạn chọn Net. Rồi các bạn chọn số điện thoại để xác thực nè. Mình chọn số điện thoại của mình nha. Mã vùng đó là Việt Nam, cộng 84. Rồi nhìn nhập số điện thoại mình vô nè. 83 95 81415. Rồi chọn nét. Rồi cái này khóa vân tay thì các bạn có thể bỏ qua, cái này để khách mình cài. Mình sử dụng không có sử dụng khóa vân tay ở đây. Các bạn bấm vào skip now. Rồi cái này tạo pin thì các bạn nhập mã pin. Để nhập gì cũng được nha các bạn. Rồi, ok luôn. Rồi, ok. Rồi tới đây thì các bạn chọn vào giá luôn các bạn. Rồi cái này các bạn chọn do later để bỏ qua bước này luôn nhé các bạn. Để giảm bớt cái thời gian cài đặt đi. Các bạn tiếp tục bấm nét. Cái này nó có yêu cầu mình cài Office 365 hay không. Ở đây mình bấm No Thanks nha các bạn. Này nó cho mình sử thử thôi chứ không phải là bản quyền nha. Vì vậy các bạn cứ bấm bỏ qua đi. Rồi cái này nó hỏi mình có chọn trợ giúp từ Assistant không. Mình chọn Yes luôn, Accept luôn các bạn. Đồng ý luôn. Rồi Accept luôn. Rồi cái này là tài khoản Max Free. Rồi các bạn đặt tên gì cũng được. Rồi các bạn bấm Next. Rồi cái này là tài khoản iShop. Rồi tất cả các bước thiết lập thì đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ các bạn đợi máy nó chạy thôi.
Rồi, đã có màn hình xin chào các bạn. Mọi thứ đã sẵn sàng cho bạn. Nó sẽ tốn vài phút. Nó kêu mình đừng có tắt máy. Bạn cố gắng đợi trong giây lát. Mình cũng lưu ý các bạn luôn là sau khi các bạn thiết lập Windows bản quyền thì máy nó chạy vẫn chưa có hộp luôn nha các bạn. Các bạn cần phải tùy chỉnh lại. Thì sau khi mình cài đặt cái Windows này xong thì mình sẽ tùy chỉnh lại thì máy nó mới chạy mượt được. Rồi, bây giờ máy đã vào được Windows rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn kiểm tra sơ qua về cấu hình máy nha. Mình dùng câu lệnh quen thuộc thôi, DSTS, để các bạn kiểm tra cấu hình máy. Dép luôn. Rồi, mình sẽ zoom to lên để các bạn xem cấu hình máy rõ nè. Rồi, mình lấy nét rồi đó. Đây là máy Asus, hãng Asus nha các bạn, dòng là VivoBook X509M. Rồi, CPU đó là Celeron N4020, RAM 4GB. Rồi, mình chuyển qua card đồ họa nè. Card đồ họa đó là UHD Graphics 600, UHD Graphics 600 nha các bạn. Rồi, mình sẽ kiểm tra ổ đĩa nha các bạn. Mình vẫn dùng câu lệnh cũ thôi, Dismanagement .mc. Rồi, máy mới tạo phần dùng ổ C thôi và phần dùng recovery thôi, chưa có phần dùng để các bạn lưu dữ liệu. Thì khi mà các bạn mua máy thì mình sẽ tạo cái ổ D cho các bạn lưu dữ liệu. Rồi, mình sẽ kiểm tra sơ qua cái phần pin nha các bạn. Các bạn thấy pin ở đây là 48%, thời gian là được 1 tiếng 41 phút. Như vậy thì pin này cũng khá ổn các bạn, cũng 3 tiếng mấy nếu mà chạy 100%. Thì cái chương trình to pin này của Windows thì nó chạy cũng mang tính tương đối thôi các bạn. Các bạn xài trình duyệt, xài nhiều ứng dụng nặng thì nó sẽ hao pin thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái tốc độ vào mạng của nó nè. Các bạn lưu ý đây là cái ổ cứng SSD 240GB, vì vậy là cái tốc độ xử lý cũng khá là ổn nha các bạn, nên vô mạng cũng tương đối là nhanh. Bây giờ mình sẽ vào YouTube nghe thử nè. Trình duyệt mặc định của nó thì nó sẽ không có mượt.
các bạn có thể cài trình duyệt khác. Ở đây mình chưa có cài đặt, chưa tới UI hết, vì vậy máy nó sẽ hơi chậm một xíu nha các bạn. Chậm này là do trình duyệt của chúng ta là chưa được tới UI đâu. Rồi, mình bấm thử một bài hát để các bạn nghe thử loa nè. Rồi, rồi mình sẽ tăng âm lượng lên nhé bạn, tăng âm lượng lên. Cũng tạm ổn nha các bạn. Còn mình vô kênh của mình để mình kiểm tra nè. Nếu kênh này thì mình vào có thể bị bắt quyền các bạn. Mình vào kênh mình để tách lo cho nó dễ. Rồi, mình vào kênh kênh âm nhạc 87. Rồi mình test thử bằng cái liên khúc rumba nha các bạn. Đây các bạn thấy hệ thống âm thanh của nó đây. Đây là một cái loa. Và bên đây là một cái loa nữa. Âm thanh các bạn nghe rõ tiếng chép không? Cũng tương đối ổn nha. Rồi mình thử qua bài hát khác nè. Rồi chạy cũng mượt nha các bạn, nó không bị lót. Rồi mình review nhanh cái dòng máy này cho các bạn xem thôi. Thì các bạn mua hàng chỗ mình thì mình sẽ cài cho các bạn đầy đủ bộ pick, chương trình điều khiển từ xa để hỗ trợ các bạn khi cần. Và bất cứ phần mềm nào mà các bạn cần cho cái công việc của bạn thì bên mình sẽ hỗ trợ miễn phí luôn. Thì đi kèm máy máy là đã có một cái cục sạc chính hãng rồi, vì vậy mình sẽ tặng cho các bạn là một cái túi hoặc là một cái chuột không dây để các bạn làm việc. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.